quý cô bác tuổi bính ngọ kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì làm sao để giải hung hóa cát làm sao để nắm được thời cơ làm sao để đổi đời hưng vượng chuyện mình giàu có công việc thông thuận tiền lương tiền thưởng tăng cao Hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi bính ngọ hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy cụ thể vận trình ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi bính ngọ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình Ngày sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thuộc mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy, nghĩa là nước sông Thiên Hà. Cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Bính ngọ cần phải bình tĩnh, khéo léo ứng xử, dĩ hòa vi quý với những thành viên trong gia đình, như vậy gia đạo mới được yên ấm. Công danh gây dựng được từ tiền vận, đến hậu vận thì càng rạng rỡ. Sự nghiệp vững trái, tài vận rồi rào từ trung vận trở đi, không bao giờ phải lo lắng bị tan vỡ. Những người này, hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, thì ắt được tăng tuổi thọ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đang có điểm báo, rơi vào tình trạng rậm chân tại chỗ, trong tháng này dưới ảnh hưởng của nguyện lệnh lâm tử người tuổi bính ngọ không đặt ra quá nhiều mục tiêu cao xa cho mình một số người hài lòng với bản thân nên chỉ làm cho xong nhiệm vụ của mình không muốn làm việc để khẳng định vị thế của bản thân người tuổi bính ngọ thích làm việc một cách độc lập chứ không muốn người khác can thiệp thậm chí dù có vướng phải khó khăn bạn cũng thường chọn cách yên lặng tự tìm phương án giải quyết chứ không chia sẻ với mọi người điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi không cần thiết trong tháng này người tuổi bính ngọ cần phải dè chừng tác động của hung tinh thiên cầu dễ khiến bạn vướng phải những phi vụ tranh chấp thị phi hãy luôn bình tĩnh để có thể phân tích vấn đề đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay lời nói của người khác nếu để mình vướng vào những mâu thuẫn bạn sẽ còn tốn thêm nhiều công sức để hóa giải đấy cũng may là, vận trình của bản mệnh, không chỉ có toàn những điều xui xẻo, các tinh tả phù xuất hiện, báo hiệu cho bạn, chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình, hạn chế lo chuyện bao đồng, thì đâu khác có đó, kết quả công việc của bạn dù không cao, nhưng vẫn có thể đạt tới yêu cầu, không gây ảnh hưởng xấu tới lãnh đạo với bạn. Về mặt tài vận trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão này, về phương diện tài lộc của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cơ bản được ổn định, không có biến động nào đáng chú ý tháng này người tuổi bính ngọ chủ yếu vẫn kiếm tiền theo cách cũ với những đối tượng khách hàng đối tác cũ nên nguy cơ không xảy ra nhiều sóng gió tiền chảy vào túi cũng khá nhỏ giọt thời điểm này đa số người tuổi bính ngọ chỉ có tư tưởng kiếm tiền sống qua ngày chứ không muốn làm giàu bạn hài lòng với những gì mình đang có và quyết định cho bản thân mình được nghỉ ngơi người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên hành chính công nhân với mức tiền lương ổn định giúp cho bạn có đồng vào đồng ra chăm lo cho cuộc sống gia đình dù không dư giả nhiều nhưng cũng không đến nỗi phải chạy ngược chạy xuôi Người làm kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, tự thân vận động, dù công việc có phần nhà hơn nhưng đồng nghĩa với thu nhập của bạn cũng ít hơn, nhưng bạn có nhiều thời gian dành cho sự đam mê và chăm chút cho bản thân mình. Tất nhiên, đôi khi bạn có thể cho phép mình được nghỉ xả hơi, xong đừng nghỉ quá lâu kẻo bị đối thủ vượt qua. Ngoài ra trong thời gian này bạn có thể học hỏi thêm những kiến thức mới, theo đuổi những đam mê cá nhân về đầu tư kinh doanh, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước. Bạn không cần vội vàng thử sức, mà hãy trang bị đầy đủ những gì cần thiết để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn đã sẵn sàng nắm bắt và tránh cho mình được nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 Lời khuyên của chúng tôi dành cho người tuổi bính ngọ, để tránh mất tiền không đáng bạn nên hạn chế mâu thuẫn, cãi cọ với những người xung quanh, đừng chuyện bé xé ra to, khiến bản thân mình vướng vào thị phi, rắc rối, thậm chí phải dùng tiền để bù đắp thiệt hại do bản thân gây ra. Ngoài ra, tháng này bản mệnh tuổi bính ngọ, nên chú ý giữ chắc túi tiền của mình, đi xa cũng nên chú ý về đồ đạc, hành lý, tránh trộm cắp, mất tiền hao của không đáng có. Về mặt tình cảm Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, chuyện tình cảm của người tuổi bính ngọ, sinh năm 1966, có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ tháng này cho dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội người tuổi bính ngọ cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà con giáp này thường tâm sự với nửa kia để được tháo gỡ khúc mắc có thể do chính người ấy sẽ giúp bạn tìm ra những hướng đi chính xác giúp công việc tưởng chừng bế tắc cũng trở nên đơn giản hơn nhiều tất nhiên việc vợ chồng bất đồng ý kiến thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra nhưng vì cả hai người đều đã chín chắn nên hiếm khi để xảy ra những tranh cãi thậm chí thông qua mỗi lần thế này hai người thêm hiểu về tính cách và suy nghĩ của nhau hơn từ đó bao dung hơn cho nhau giúp quan hệ vợ chồng ngày càng êm ấm với người độc thân bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp trong tháng này nếu có thiện cảm với ai đó bạn có thể chủ động trò chuyện kéo gần khoảng cách với người ấy đợi đến thời điểm thích hợp hãy bày tỏ tình cảm chân thành của mình với đối phương chắc hẳn bạn sẽ nhận được một lời đồng ý giúp cho bạn cảm thấy ấm áp hạnh phúc vô cùng về mặt sức khỏe Tháng 3 âm lịch, chúc mừng người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tình hình sức khỏe của bạn khá ổn định, trong khoảng thời gian này, bạn ít khi rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi nên tinh thần thường được nhẹ nhõm, đồng thời công việc không quá bận rộn, khiến bạn có nhiều thời gian quan tâm hơn đến bản thân mình. Tháng này, thay vì tốn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ, bạn chuyển sang rèn luyện thể thao và đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh trong lành hơn, hãy cố gắng duy trì thể trạng này nhé. Thời gian sắp tới, bạn sẽ có được tinh thần và sức lực sung mãn để bắt tay vào những kế hoạch mình đã đặt ra, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Theo quan niệm của người phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung và người tuổi Ngọ nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là một điều vô cùng quan trọng. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ, giường ngủ, chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ, nên ưu tiên ở hướng tốt, các hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Tủ quần áo, nên kê tại các góc xấu trong phòng, để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Phong thủy bát trạch căn cứ vào năm sinh của gia chủ, phân chia cung mệnh theo tám cung của bát quái đó là càn, đoài, ly, trấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Trong cung mệnh lại chia ra thành hai nhóm Tây tứ mệnh và Đông tứ mệnh. Tây tứ mệnh là Càn, Đoài, Khôn, Cấn. Đông tứ mệnh là Khảm, Ly, Tốn, Chấn. Hướng giường là đầu giường hay đuôi giường, tính đầu hay chân. Giường ngủ trong phong thủy được coi là một tiểu thái cực, một vật thể hay một dạng loan đầu nhỏ. Giường ngủ được xác định là sơn chứ không phải là thủy ở đây chúng ta cần hình dung giường ngủ giống như là một ngôi mộ tọa là nơi đầu giường phía đầu của người ngủ còn hướng chính là chân giường phía chân của người ngủ khi ngủ dậy đa phần mọi người thường ngồi dậy và nhìn xuống phía chân giường đồng thời lúc nằm ngủ cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ chân giường đưa tới do đó ta có thể coi hướng giường chính là hướng phía chân của người ngủ không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn nghĩ giống như khi ta đứng phía trước ta sẽ là hướng và phía sau sẽ là tọa vậy phòng ngủ cho người tuổi bính ngọ thuộc tây tứ mệnh và hành thủy theo ngũ hành các hướng tốt theo bát trạch phong thủy nên chọn cho chủ phòng tuổi bính ngọ là hướng mang lại lợi thiên y sinh khí phục vị và diên niên gồm tây bắc đông bắc tây nam tây phong thủy phòng ngủ cho nam tuổi bính ngọ cung đoài thuộc tây tứ mệnh hướng sinh khí tây bắc hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y tây nam hướng tốt thứ ba bệnh tật thiên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức đông bắc hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị tây hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình phong thủy phòng ngủ cho nữ tuổi bính ngọ cung cấn thuộc tây tứ mệnh hướng sinh khí tây nam hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y tây bắc hướng tốt thứ ba bệnh tật thuyên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu Hướng Phúc Đức Tây, hướng tốt nhì, tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí. Hướng phục vị, Đông Bắc hướng tốt thứ tư, tài vận tốt thường, khí vận trung bình, sức khỏe và gia vận trung bình. Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi bính ngọ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại